Xin kính chào quý vị và các bạn. Ra đời bắt đầu từ tháng 10 2015, có nghĩa là không lâu, cái nhóm Đọc Hóa Học và Môi Trường Việt do đứng đầu là trưởng nhóm là tiến sĩ Lê Xuân Sinh, cùng với các thành viên trong nhóm là thạc sĩ Bùi Thị Mai Huyên, cử nhân Nguyễn Văn Bách và thạc sĩ Lê Văn Nam là những người đã nghiên cứu và làm cốt cho nhóm. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cộng tác viên đến từ Phòng Hóa học Môi trường Biển thuộc Viện Tài nguyên Môi trường Biển, là những thành viên nghiên cứu các cái hành vi các chất ô nhiễm như nhóm pop, phenol chất tẩy rửa, nitrit, nitrat, amoni vân vân, và các cán bộ của Viện Tài nguyên Môi trường Biển có những cái hướng chuyên môn gần như là nhóm chuyên môn sinh học, vi sinh vật, nhóm điện chất, và đặc biệt là chuyên gia tư vấn của nhóm giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, một người đã theo cái hướng Đọc Học rất là lâu và sẽ tư vấn cho nhóm để định hướng cũng như là hỗ trợ nhóm nghiên cứu sau này. Các cái hoạt động chính của nhóm là nghiên cứu cái hành vi chất ô nhiễm trong môi trường nước, trầm tích và sinh vật, cái cơ chế tích lũy trong sinh vật, động vật hay mình vỏ. Các chất ô nhiễm đang được quan tâm đó chính là các chất phóng xạ trong môi trường biển. Về tài chính thì là nguồn thu của để hoạt động của nhóm để tạo một gọi như là một cái quỹ, thì từ các cái nguồn đề tài nghiên cứu khoa học, dịch vụ viết báo, nguồn phân tích máy, hay là những cái tiền hỗ trợ của các trường khi gửi sinh viên về đây thực tập. Và hiện tại thì năm 2016 thì chúng tôi có một cái đề tài cấp Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới có kinh phí nguồn thu để chính cho cái hoạt động của nhóm cũng như là các cái dịch vụ sắp tới được triển khai. Nguồn chi thì chúng tôi chi ra rất nhiều các mục, nhưng mà khoản lớn nhất là chính là lương cho các cái thành viên trong nhóm, bởi vì hiện tại trong các thành viên trong nhóm thì chủ yếu là làm hợp đồng làm việc trực tiếp với nhóm và được trả lương theo cơ chế là tự chủ. Ngoài ra thì chúng tôi còn hỗ trợ sinh viên văn phòng phẩm lễ tết hay là bảo dưỡng các thiết bị phân tích. Cái hoạt động của chúng tôi là theo kế hoạch, có nghĩa là làm việc phải theo kế hoạch và phải giao nộp sản phẩm đúng thời hạn. Tất cả những cái lịch làm việc hoạt động của nhóm chúng tôi đều cập nhật trên Google Document để cho toàn bộ thành viên biết được cái lịch làm việc của mình. Vì trên đây các bạn có thể thấy được rằng là cái lịch làm việc của tiến sĩ Lê Xuân Sinh, của thạc sĩ Bùi Thị Mai Huyên, hay là cử nhân Nguyễn Bắc, thạc sĩ Lê Văn Nam, có những cái chi tiết rất rõ ràng, ví dụ như từ ngày nào chúng ta phải làm những công việc gì và phải đúng hạn. Và công bố là một trong những cái hoạt động chính của nhóm nghiên cứu sau khi tất cả chúng ta nghiên cứu khoa học, làm đề tài, dự án thì chúng ta phải có công bố. Và hiện tại năm 2015 chúng tôi đã công bố được là tất cả là 8 bài đã được công bố, và trong đó có 2 bài đang chờ phản biện trong năm nay. Và hiện tại tôi cũng đã gửi thêm một bài nữa là bài thứ 11 để công bố. Và hoạt động của nhóm là các cái chuyên đề hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi seminar về tìm hiểu thông tư tài chính 55, thông tư liên tịch của Bộ Tài chính về dự toán mới cho các đề tài có nhiệm vụ được ký ra từ 30 tháng 6 2015. Kính mời các bạn đón xem. Hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.